Chào các bạn, rất vui các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Làm thế nào để trắng răng trong vài giây bằng những cái nguyên liệu vô cùng là đơn giản và rất là bằng những nguyên liệu tự nhiên, có trong tự nhiên. Thì cái công thức ngày hôm nay của chúng ta là sẽ cần đến lụ đinh hương. Chúng ta sẽ cho lụ đinh hương vào xay nhuyễn. Chúng ta cho ra một cái bát sạch. Chúng ta cần một thìa đinh hương xay. Tiếp đến chúng ta cần một tép tỏi. Tỏi chúng ta bỏ vỏ và bào mỏng. Tiếp đến chúng ta bào mỏng tỏi. Chúng ta đã có tỏi bào. Một thìa muối baking soda. Chúng ta sẽ dùng đến thuốc đánh răng. Hai thìa kem đánh răng. Các bạn trộn đều hỗn hợp. Rồi bây giờ chúng ta đã có một hỗn hợp để làm trắng răng trong vài giây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng. Chúng ta lấy một lượng vừa đủ và bàn chải và chúng ta sẽ chải sạch. Chúng ta sẽ chải vào răng 1 phút đồng hồ các bạn nhé. 1 phút đồng hồ sau đó chúng ta là rửa sạch răng bằng nước. Cái hỗn hợp này, cái nguyên liệu này nó sẽ phù hợp cho tất cả những người phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và bà mẹ đang cho con bú, và phù hợp với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Một ngày các bạn thực hiện 2 lần trong một ngày và các bạn hãy thực hiện đều đặn như vậy. Các bạn sẽ có một hàm răng chắc khỏe và trắng sáng như ngọc trai. Cái phần còn như thế này chúng ta sẽ để vào trong tủ lạnh. Phần còn này chúng ta sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng cho những lần tiếp theo. Và nguyên liệu chỗ này sẽ đủ dùng cho các bạn 1 tuần.